hào hùng đã lừng danh bên bờ sông Thạch Hãn và làm bạc viết quân thù nơi cổ thành Quảng Trị. Sau lời tuyên bố của Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu, Tổng tư lệnh tối cao quân lực Việt Nam Cộng Hòa, là trong 3 tháng, lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa phải trở lại toàn vẹn như trước, ngày 29 tháng 3 năm 1972. Và trong tinh thần thừa thắng xông lên, tái chiếm lãnh thổ, hàng lớp lớp các chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa, từ thủy quân lục chiến, nhảy dù, bộ binh, thiết kỵ, pháo binh, không quân, hải quân, công binh, cho đến địa phương quân, nghĩa quân, nhân dân tự vệ tại miền Quả Tuyến, đã nhất quyết phản công tiêu diệt quân xâm lăng cộng sản Bắc Việt trên khắp lãnh thổ tỉnh Quảng Trị. Trước đây vào ngày 13 tháng 5 năm 1972, các chiến sĩ thủy quân lục chiến quân lực Việt Nam Cộng Hòa đem vượt tuyến phòng thủ bên bờ sông Mỹ Chánh tấn công tiêu diệt địch tại quận Hải Lăng. Các phóng viên điện ảnh quân đội đã theo chân các chiến sĩ cột biển ghi lại những hình ảnh sâu động của cuộc tấn công lịch sử này. Nhiều trực thăng khổng lồ Chinook của đồng minh đã đổ các chiến sĩ thủy quân lục chiến quanh thị trấn Hải Lăng từ sáng sớm, trong lúc hàng chục đại bác đủ loại của ta đã bắn phá dữ dội vào mục tiêu. Các cánh quân của thủy quân lục chiến đã ồ ạt nhảy vào Hải Lăng, khiến cộng sản xâm lược không kịp trở tay. Trong khi đó, một dòng sào dày đặc khói lửa của hàng trăm tấn bom từ B-52 và của hàng vạn quả đại pháo từ các chiến hạm đồng minh đậu ngoài hải phận Quảng Trị đã liên tiếp trút xuống đầu địch quân khi chúng định tẩu thoát về hướng tây và tây bắc của quân lỵ do quân ta chừa sẵn để đưa chúng vào rọ. Tại quận Hải Lăng, sau hơn một giờ tấn công dữ dội, các chiến sĩ thủy quân lục chiến đã tiến chiếm các khu phố và các con đường chính, hạ hàng loạt địch quân có tên chưa kịp bắn được một viên đạn nào đã gục ngã ngay tại công sự chiến đấu. Các chiến sĩ cột biển đã cứu thoát một số đồng bào nạn nhân còn kẹt trong tay giặc trong hơn nửa tháng qua. Trong trận này, các chiến sĩ thủy quân lục chiến đã bắn hạ 280 cộng quân, bắt sống một số tù binh, tịch thâu 4 súng cối 82 ly, 2 súng cối 60 ly 15 thượng liên, 1 đại bác không vật 57 ly, 2 đại liên phòng không 12 ly 7, 3 B-40, 2 B-41, 85 AK, 1 máy trường tinh và 1 ghe Âu Dược. Ngoài ra, các chiến sĩ thủy quân lục chiến còn phá hủy 2 đại pháo 130 ly, 1 đại pháo không vật 75 ly, 1 đại bác không vật 57 ly, 400 đạn đại bác đủ loại và bắn cháy 4 chiến xa PT-76 của địch quân. Một thành quả khác vô cùng khích lệ trong cuộc hành quân này là các chiến sĩ thủy quân lục chiến đã giải thoát được 1.383 thường dân ra khỏi quân lỵ Hải Lăng và đưa về hậu phương của ta một cách an toàn. Hơn 10 ngày sau, các chiến sĩ thủy quân lục chiến lại được tung vào chiến trường Quảng Trị bằng cuộc đổ bộ vĩ đại tại cửa Việt. Cuộc hành quân này mang tên sóng thần 6/72, được sự yểm trợ mạnh mẽ của hải pháo đồng minh và tiếp đến là các phi trường phản lực cơ quanh kích dữ dội xuống mục tiêu nằm dọc theo cửa biển. Hàng trăm cuộn khói đen bao phủ cả vườn trời cửa Việt và bom đạn như sấm sét trút xuống đầu bầy quỷ đỏ hung hăng. Bọn cộng sản đang đền tội, tội của chúng đã làm cho đất nước tan hoang, cho Bắc Nam phân cách, cho phố phường sụp đổ, cho thôn xóm điêu linh. Sau những trận tấn công đại quy mô vào Quảng Trị, tiêu diệt nhiều đơn vị bộ chiến của cộng sản Bắc Việt và phá hủy các cơ sở tiếp liệu của giặc, để đặt chúng trong tình trạng báo động thường trực, ngày 18 tháng 6 năm 1972, thủy quân lục chiến quân lực Việt Nam Cộng Hòa lại mở một cuộc hành quân quy mô tiến sâu vào lãnh thổ Quảng Trị. Chỉ trong 2 ngày đầu, các chiến sĩ cột biển đã hạ gần 200 tên giặc. Nhiều chiến xa và thiết diện ta cũng được tung vào chiến trường. Tiếp đến, ngày 20 tháng 6 năm 1972, trong khi giao tranh với một trung đoàn độc lập của Cộng sản Bắc Việt và một tiểu đoàn biệt lập vừa ở Hà Tây vào, các chiến sĩ thủy quân lục chiến đã bắn hạ tại trận 237 cộng quân, bắt sống 9 tù binh, thu 25 súng cộng đồng, 63 súng cá nhân, 9 máy trường tinh trung cộng, và bắn cháy 7 chiến xa địch.
tin chi tiết cho biết, vào lúc 2 giờ sáng ngày 20 tháng 6, cộng quân đã tung chiến xa bao vây một tiểu đoàn thủy quân lục chiến tại Đông Bắc Hải Lăng. Đến 4 giờ sáng, tiểu đoàn này đã phá vòng dây và chia làm hai cánh quân dồn địch vào thế gọng kềnh. Cuộc giao tranh đã diễn ra vô cùng ác liệt giữa các màn cận chiến. Sau một giờ quần thảo, thủy quân lục chiến đã bắn hạ hai chiến xa địch, hạ sát 92 tên giặc với đầy đủ võ khí. Đến 7 giờ sáng, các chiến sĩ thủy quân lục chiến của ta lại bắn hạ thêm 5 chiến xa địch và bắt sống một chiến xa PTR-50 của chúng. Hàng trăm tên giặc cũng bị chiến sĩ cột biển hạ sát tại mặt trận này. Trong 7 ngày hành quân, chiến sĩ thủy quân lục chiến đã bắn hạ 667 cộng sản Bắc Việt, bắt sống 11 tù binh, hạ 14 chiến xa địch, bắt sống 1 PTR-50 và 3 T-54, tịch thu 65 vũ khí cộng đồng, 210 vũ khí cá nhân, 21 ống phóng hỏa tiễn 107 và 122 ly, một tổng đài điện thoại, 12 máy trường tin và rất nhiều quân trang đạn dược. Sau trận này, lực lượng thủy quân lục chiến chỉ còn cách trung tâm thành phố Quảng Trị 10 cây số về phía đông. Chưa kể các thiệt hại quan trọng của địch trong trận tấn công quy mô của thủy quân lục chiến vào phía đông Quảng Trị. Kể từ đầu tháng 6 cho đến ngày 20 tháng 6 năm 72, cộng quân đã nhiều lần mưu toan vượt sông Mỹ Chánh để đánh vào phòng chúng ta. Nhưng tất cả khoảng hơn 15 lần tấn công chánh, cộng sản Bắc Việt đã hoàn toàn thất bại với hàng ngàn tên bị giết. Trên thành phố thân yêu vừa chiếm lại đêm qua bằng